Sau siêu phẩm HTC One với rất nhiều các version thì dạo gần đây, nếu các bạn thường xuyên theo dõi thì sẽ biết rất nhiều thông tin rò rỉ của HTC One M8. Nói thật với các bạn là mình chưa thấy các sản phẩm nào bị rò rỉ nhiều như con này. Không biết đây có phải là ý đồ của hãng điện thoại Đài Loan hay không, hay chỉ là sự sơ suất trong quá trình sản xuất. Nhưng chung quy lại, có thể nói HTC One M8 là sản phẩm chất lượng nhất của HTC tính tới thời điểm hiện tại. Chất lượng ra sao thì video này sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan về nó. Cảm giác đầu tiên của mình khi cầm sản phẩm M8 trên tay đó là nó cực kỳ chắc chắn. Nếu như HTC One trước đây còn có khung viền được làm bằng nhựa thì HTC One M8 đã được phủ kim loại đến 90%, chỉ còn 10% phần vỏ là bằng nhựa. Đó là khu vực đỉnh máy, nơi chứa anten bắt sóng cộng với phím nguồn và cổng hồng ngoại. Mặt lưng của máy mỏng dần về phía viền và bo tròn ra mặt trước. Cá nhân mình thì mình rất thích với thiết kế này vì mình có thể cầm máy thoải mái một thời gian dài, chứ trước đây khi cầm HTC One chỉ một lúc là mình cảm thấy bị cứng tay. Điểm đặc biệt ở mặt sau là việc bạn sẽ thấy có cả hai camera. Chúng ta thấy sự xuất hiện của đèn flash LED hai tông màu nóng lạnh. Bên dưới là logo của HTC, cạnh phải là khe cắm thẻ nhớ và phím tăng giảm âm lượng. Phía dưới này là jack tai nghe 3.5 và cổng micro USB. Và cuối cùng là bên cạnh trái là khe cắm SIM. Mặt trước là một màn hình 5 inch Full HD. Từ lâu mình đã luôn coi Super LCD là một công nghệ màn hình chuẩn mực nhất thế giới, và trên HTC One M8 một lần nữa không làm mình thất vọng. Thế hệ thứ 3 của Super LCD cho màu sắc trung thực tuyệt đối, độ sáng cao và góc nhìn siêu rộng. Màn hình này chuyên trị xem phim và chơi game khủng nha các bạn. Không chỉ được thưởng thức hình ảnh sống động mà M8 còn giúp bạn trải nghiệm âm thanh với chất lượng cao phát ra từ hai loa boom sound ở mặt trước. Hai loa này cho độ lớn gấp 25% so với phiên bản trước nên chắc chắn sẽ nghe đã hơn rất nhiều. Công nghệ âm thanh của HTC đã quá nổi tiếng nên mình cũng không nói nhiều về nó nữa. M8 được trang bị con chip Snapdragon 801 4 nhân, tốc độ là 2.3 GHz, 2 GB RAM. Thật sự thì mình không biết làm cách nào để cho cái máy lắc nữa, vì mình thao tác rất nhanh, mở tùm lum ứng dụng nhưng máy vẫn đáp ứng tức thì. Còn với cấu hình này thì bạn có thể làm được những gì thì mình xin nói luôn là tất cả mọi game 3D trên CH Play bạn đều có thể chơi ở mức full đồ họa. Tốc độ nhanh đến chóng mặt của M8 một phần đến từ giao diện Zen 6.0 được HTC làm mới trên nền Android 4.4 KitKat. Điểm đầu tiên dễ nhận ra nhất là ba phím điều khiển của Android đã xuất hiện trở lại trên màn hình thay vì hai phím như trước đây. Cái mình thích nhất ở giao diện này đó là nó đã hỗ trợ tính năng hai chạm để mở màn hình. Tính năng này giống với một số smartphone của Nokia hay là của LG. Và còn thêm một cách nữa hay hơn, đó là từ màn hình tắt, bạn chỉ cần vuốt từ dưới lên, lập tức máy sẽ mở khóa. Đây là một tính năng rất đặc biệt có trên HTC One M8. Ngoài ra, bàn phím gõ tiếng Việt đã tích hợp sẵn hai kiểu gõ Telex và Benny, tức là bạn không cần tải ứng dụng gõ tiếng Việt về nữa. Đây là điểm thú vị thứ hai mà mình muốn nói đến. Còn điểm thú vị nào khác thì chắc phải đợi một clip nói riêng về giao diện Zen 6.0 nha các bạn. Camera trên HTC One M8 vẫn giữ độ phân giải 4 MP, nhưng có thêm sự xuất hiện của camera thứ hai và đèn flash LED 2 tông màu. Ai ném đá thì chịu, chứ kiểu đèn LED 2 tông màu này giống như đu theo Apple ấy. Camera thứ hai có tác dụng đo thông tin độ sâu trường ảnh, nhằm tạo ra những tấm ảnh có hiệu ứng xóa phông rất ấn tượng hay tạo ảnh 3D ở giai đoạn hậu kỳ. Đồng thời thông tin về độ sâu trường ảnh cũng giúp đèn flash tự điều chỉnh độ sáng tốt hơn. Camera trước của HTC One M8 có độ phân giải là 5 MP, cũng rất thích hợp cho những bạn nào thích chụp hình tự sướng. Có rất nhiều chế độ chụp trên camera này và đặc biệt đã có thêm chế độ chỉnh tay và bạn có thể chụp một bức ảnh với thời gian phơi sáng tới 4 giây. Dưới đây là một vài ảnh chụp từ camera Ultra Pixel của HTC One M8. Như các bạn thấy thì hình ảnh thu được có màu sắc khá chuẩn, không quá rực hay nhạt màu. Dung lượng mỗi tấm hình cũng khá nhẹ, vì vậy mình có thể thoải mái upload lên Facebook, vân vân. Như vậy là mình đã nói xong về HTC One M8, chiếc smartphone mạnh nhất của HTC tính tới thời điểm hiện tại. Với các tính năng nổi trội mà mình thích, ví dụ như chạm hai lần để mở màn hình, bàn phím tích hợp hai kiểu gõ Telex và Veni, và đặc biệt là camera chụp hình siêu đẹp, thuộc vào hàng lấp lánh lung linh không tì vết.
Chi tiết về mức giá cũng như là thông tin sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào trang web www.thidong.com hoặc www.điệnmay.com. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.